Ngồi lặng nhìn kia mây bay cuối trời, đã qua những đắng cay, bỗng nghe bình yên. Sánh ơi, tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày, Sánh! Sánh ơi! Tao giết mày! Giết mày! Giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày! Tao giết mày! Anh tao giết mày! Anh ba bình tĩnh, anh ba! Bình tĩnh lại! Em Lê Điền đi anh ba! Bình tĩnh lại! Lê Điền! Bình tĩnh lại anh ba! Anh ba ngồi đi. Tôi sai. Tôi sai rồi. Tôi sai hết rồi chú mày ơi. Thấy nó hiền từ, ai ngờ. Uống nước đi anh ba. Anh với thằng Sách á, quan hệ như thế nào? Học cùng thầy, hoạn nạn giúp nhau. Tôi coi nó như là em của mình vậy. Hồi ở trạm xá, tôi phát hiện là chú theo nó. Đầu tôi nghĩ là tư thù, tư quán gì đó. Có những ai á, thấy thằng Sách xuất hiện ở đây? Tư Mến, vì ơn cứu mạng, vợ con nó. Còn ai nữa? Cháu Hoàng, có cô Út Khanh, đã cứu mạng. Rồi sau đó nó cứu mạng lại, thay nó chi thú chững chạc. Chú Thiêm Sáu còn tính gả con gái cho nó nữa. Tôi sẽ giết nó. Tôi giết nó thay mặt cho công lý. Anh ba, anh có chí khí lắm. Anh, Tư Mến, Sáu Hoàng, ba anh nữa đều có liên quan tới vụ này. Nhưng mà muốn giết thằng Sách á, để thay mặt công lý, thì chuyện này không phải của anh. Tôi khuyên anh tốt nhất là giúp công an điều tra, tố giác thằng Sách. Sao không nói từ đầu? Trời ơi, dân đâu có dung thứ cái loại giả mang đó. Có thể đây là điều sai lầm, nhưng có khi đây cũng có thể là một cách để áp sát, không bỏ sót bất cứ một kẻ nào có liên quan đến vụ án. Nói vậy chú mày nghi ngờ cả tao nữa hả? Bây giờ thì không.